Chào cả nhà yêu Lan, hôm nay là ngày 23 tháng 9 năm 22. Mời mọi người đến với phiên sáng này nha. Sáng này thì em mời mọi người đến với bông ngọc tâm nha. Bạch bụi trắng ngọc tâm, cây này là cây của Mapo. Cây này là hoa nở tại nhà em. Em cũng có quay video bán hàng một vài lần rồi. Thì hôm nay em sẽ quay lại cho những bác mới biết đến mặt hoa này. Đấy, thì hôm nay em không có ngọc tâm nhưng mà em sẽ bán cái cây bệnh bí chúa nhé. Mặt hoa nó cũng tương tự như này, tí đi vào chi tiết thì em sẽ so sánh cho mọi người cụ thể hơn. Ngọc tâm thì là bông của ma bó nhá mọi người, bông này là bệt mũi trắng nhá và cắm màu bình thường thôi, nhưng mà cái bông hoa này nở nhà em thì nó lại ra cánh kiểu như là ám á, màu cánh rất là sáng luôn và khuôn bệt nhung rất là đậm nhá, lưỡi cực kỳ là to và bông ngọc tâm thì nó là cái mũi nó rất là trắng luôn đó, mọi người nhìn nè. Một cái bông bệt mà mũi trắng tinh, cửa rất là sạch luôn, nổi bật trên cái lưỡi đỏ và cái nền bông hoa trắng. Đó, nhiều người thích chơi bệt là vì lý do này đây, bệt mũi trắng này, đúng không mọi người? Nhìn cái mũi nó có một cái điểm nhấn rất là đặc biệt trên cái lưỡi của bông hoa, nó màu đỏ. Và để mà quay bắt được những khoảnh khắc mà hoa đẹp như thế này á, thì không phải là dễ đâu mọi người. Đó, phải bắt trúng ngày hoa nó đẹp nè, phải bắt trúng cái giờ hoa nó bay như thế này, và bắt chọn được cái lúc mà hoa nó căng tràn như thế này để quay được cái video như thế này, đúng không mọi người? Mọi người mà chơi hoa mọi người biết mà, ủa sao con này nó quay hoa lúc nào cũng đẹp đúng không? Mọi người sẽ thắc mắc như vậy, là bởi vì em bán rất nhiều lời và lúc nào hoa nở em cũng canh đúng cái lúc mà hoa đẹp nhất để em quay á, nhìn phê đúng không mọi người? Nhìn rất là phê pha luôn á, đúng không? Nhìn một bông hoa đúng là rất là tuyệt vời. Rồi, đi vào chi tiết này, em sẽ so sánh cho mọi người xem cái bông ngọc tâm và bông bệt núi chúa này. Ở bên trái của màn hình ấy là bông ngọc tâm nhá. Thì mọi người thấy là bông ngọc tâm đúng không? À, cánh màu này, đó. Mà bông ngọc tâm lá nó rất là tròn nha, lá của ma bó nên tạc lá nó cực kỳ là tròn, mũi trắng cánh màu và cũng lưỡi bẹt như thế. Cái cánh nó không sáng như là hoa nhà em nở đây. Thì hoa này là cũng của một anh ở Lâm Đồng nở luôn này. Còn bên phải màn hình của mọi người chính là bông bệt núi chúa. Đấy, hai bông này nhìn giống hệt nhau nha, không khác gì nhau. Nhưng mà bông núi chúa thì mọi người thấy lá nó dài đúng không? Thân tím là dài, đó, ngọc tâm thì thân xanh hơn, đó, đúng không mọi người? Cây này là cây bệt mũi trắng núi chúa nha mọi người. Khuôn hoa rất là đậm đẹp. Khi mà nó dưới 5 sen như thế này á, là 100 nghìn nè. 5 sen như thế này là 100 nghìn. Còn cây to mà trên 10 sen này nè thì giá là 200 nhé. Đó, cây này bệt mũi trắng. Đó, thân lá tím nhìn cũng rất là đẹp. Thân thì mảnh yếu nhỏ thôi, mảnh nhỏ. Nhưng mà cây thì cũng ấm chậu đẹp hết rồi nha. Đấy, nhìn nó tông tông lung tông vậy thôi á, chứ nó lên hoa đậm lắm á. Đó, nó của vùng núi chúa luôn á. Thế nhá, 100.000 chậu 5 sen, 200 chậu 10 sen nhá mọi người. Bệt mũi trắng núi chúa. Bệt hỏa thiêng em có cái lô chậu như thế này nha mọi người, 150 hai chậu nhá. Nó kỳ nó tầm cỡ 7 sen đến 10 sen. À, mà cơ bản trồng nó cũng đứng ngọn mọc hết rồi á. Đó, nó là mọc như thế này nha. Này, 150 là hai chậu nhé, còn mua lẻ là 100.000 một chậu. Cái này trồng trong chậu xa nhỏ nên là gỡ nguyên chậu thôi. Ai thích nhỏ thì nhỏ nha, nhỏ thì giá cũng vậy thôi, thì tùy mọi người. Dù gì về mọi người cũng thay lại chậu thôi đấy nha. Cây này hoa cũng bệt rất là đậm luôn, bệt rất là đậm, đỏ đậm, khuôn cũng bầu bầu tròn tròn nha. Thân tím tím tím, thân chấm tím tím, hỏa thiêng nhé mọi người, 150 hai chậu. Các mọi người cứ mua 150 nha, dễ ship nha. Đó, 150 là được hai chậu. 150.000 hai chậu bệt hỏa thiêng. Bên này em có lô ngọc kỳ lân hàng nhỏ với size lớn này. Cái này em sẽ đánh số luôn cho mọi người dễ chọn nhé. Chậu số 1 này 200 nhé. Số 1 200 này. Số 2 này 200 luôn đi. Đó, mấy cây này tầm được 5 sen nhé. Nhỏ 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 đang đi ngọn nhưng mà tạc lá lên rất là đẹp. Lá ma bó chỉ thiêng lên rất là đẹp nha. Số 2 200. Số 3 này 250. Bắt đầu từ số 3 là 250 nha mọi người. Đấy, nó lớn hơn hẳn nha. Số 3 này 250. Số 4 này tương tự 250.000 nha. Số 4 này 250.000. Số 5 này 250. Đây, cây số 5 này 250. Cây số 6 này tiếp tục 250. Cây số 6 này to này. Số 6 này 250. Số 7 nè, cũng là 250 luôn nha. Đó, tạc lá rất là đẹp nha mọi người. Đang đi ngọn, cây hàng giống lên rất là đẹp luôn. Số 7, 250. Số 8, cũng là 250. 8, 250.
và số 9 là 300. Có một khúc thân già đây nữa nha. Cây số 9 là 300 này. Đấy, đây là cây ngọc kỳ lân nha. Cây này là bè củ mà bó nè. Mũi trắng nè, năm cánh nó xanh này nha. Nở ra ám trắng. Đấy, mọi người thấy nở ra những cái đầu thì nó sẽ cánh xanh này. Sau ngày sau thì nó biến màu, nó ám. Đó, khuôn lưỡi này cũng rất là đẹp. Đây, bè mà bó đây nha. Đấy, mọi người chọn nhỏ nào thì chọn nha. Em đánh số chi tiết rồi. Cơ bản này nó cũng rất là đều 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 nhau như vậy. Bè tiếp theo là bè quốc dân nha mọi người. 100.000 một chậu như thế này nha mọi người. 100.000 chậu này. Đó, kích cỡ nó tầm 10 sen, có những chậu này lớn hơn thì tầm 15 sen này. Còn cây này để đứng ngọn rồi thì nó tầm 10 sen. Trồng trong chậu lớn như thế này nha. Đây, bè quốc dân nha, một trong những khuôn bè rất là đỉnh. Màu thôi nhưng mà cánh rất là đậm, khuôn đậm nha. Đây, bè quốc dân cứ 100.000 một chậu nha mọi người. 100.000 một chậu. Đó, em còn tầm này 5 chậu đây. Đó, bè quốc dân. Mắc khí Bình Dương em còn tầm mấy chậu thôi này. Chậu số 1 này, 100 này. Đó, cây tầm 7 sen nha. Số 2 này, tương tự 100 này. Số 2 100. Số 3 này 200 này, 20 sen. Cây số 3 này 200 nha. Rồi, số 4 này 200. Số 4 này cây cũng đẹp nè. Đấy, cây 4 200. Cây số 5 này 250 nha. Số 5 này là 250.000 này. Số 6 này 250. 6 250. 6 đẹp, 6 cũng mập. Và số 7 này cũng 250 nha. Đó, 7 250. 7 chậu mắc hí nha mọi người. Đấy, mắc hí Bình Dương khu hoa rất là to. Bông này hoa cây thì nhỏ mảnh mà hoa rất là to, giống như kiểu chân thành vậy đó. Bên này em có một rổ hàng rừng nè, cây dây dáng thu này nè, nó tầm phải 20 cây như thế này. Cây này là cây dòng đơn thân nhá, lá rất là dài khỏe đó. Nó còn có tầm cũng hơn 20 cây, cho là 20 cây đi, em không đếm đấy. Có một cây hài này, một cây hài này, một khúc báo hỷ đây, một khúc báo hỷ này nha. Rồi một cây kiều nữa nè, kiều này kiều tím á chứ. Đó, rồi mấy cái khúc môi lược rồi xương cá gì đây này. Cái rổ này bán 200.000 thôi nha. Đó, nguyên cái rổ ta lùng quả quả này 200.000 thôi nè. Còn một cái rổ hàng rừng này nha mọi người. Đó, cái dáng thu có cây này là mít nè. Ui, bạn lá to chưa? To mà tròn xòe luôn, lá mít nè. Đấy, dáng thu nha, 200. Về mọi người ghép lồng cảnh. Cái này chơi thân lá cũng đẹp, chưa cần hoa đâu. Mà cây dáng thu một trong những cây hoa rất là quý hiếm đó nha. Đó, dòng đơn thân nha. Đó, thơm nha, hoa thơm. 200.000 nha mọi người, nhưng cả rổ to đấy. Rồi. Bên này em tiếp tục bán những cây Mitsu rất là đẹp như thế này nha mọi người. Cây này là su của Tây Nguyên nha. Đó. Hàng ngoài Bắc mà nó nở su với là mít thì rất là bình thường. Còn hàng Tây Nguyên mà kiếm được lô su như thế này thì rất là khó nha mọi người. Cho nên mình chơi theo cái kiểu đẹp thôi. Không cần những cây tên tuổi đâu. Có những cây có tên nhưng mà chắc gì thân lá nó đã đẹp như thế này. Đó, lá gân xếp to mà su chồng vo như thế này. Rất là xứng đáng luôn. Thân nù đốt ngắn. À, thân tím nè, mọi người nhìn bảng lá của nó nè. Siêu to, siêu đẹp nha. Chậu này hai thân nhá. Chậu hai thân này. Chậu này giá là 800 nha, chậu to này nè. Rồi, cái đẹp lắm. Hôm qua em bán được một lô, khách rất là ưng luôn. Khách bán buổi sáng á, khách chốt cả 5 chậu, 7 chậu luôn. Đó, cho nên giờ em còn mấy chậu như thế này thôi. Đó, đẹp không á, không phải chậu xấu đâu. Này, mọi người nhìn hai thân của nó nè. Xếp rất là đều đẹp. Chậu này 800 nha. Nếu mua lẻ một thân là 800 á. Còn mua nguyên là em bán là 800.000. Đó, hai thân nè. Thân kỳ năm 2 thôi. Nó chỉ là kỳ năm 2 thôi nha. Mà nó rất là đẹp như thế này. Lá xếp rất là đẹp. Đây chậu số 1 này, 800 nha. Chậu số 2 này, đây, chậu số 2 một thân này. Đây, mọi người nhìn nó xếp đẹp kìa. Đó, xếp đẹp kinh hồn không. Đấy, chậu này là tính 450.000 đi. Chậu này 450 nha. Có một thân hoa nữa này. Một thân hoa một bằng gốc nha. Do là lá của nó hơi bị đốm đốm vàng vàng tí cho nên là em tính là 450. Chứ nó cũng không có lỗi lầm gì hết. Rất là đẹp luôn. 450.000. Đấy, 450.000 một thân nhá. Dài phải 70-80 cm. Đây là chậu số 2. Chậu số 3 này nó ngắn hơn chậu số 1 nha, tính là 700. Đây, chậu số 3 này. Ôi giời ơi, em phải nói là nó đẹp. Mọi người nhận hàng này về đúng chuẩn chút lắm, mít su mà chơi. Chơi siêu đẹp luôn á. Cây su mà khi mua nhỏ nhỏ đã 200-300.000 rồi. Đó, chậu số 3 này. Chậu số 3 này bán 700 nha, nó ngắn hơn chậu số 1 một tí. Ui, nhưng mà lá xếp chậu này nó không lỗi lầm gì hết. Chậu số 3 này 3 700.000 nha mọi người. Rồi số 3 700. Ôi đẹp kinh hồn luôn.
đẹp lắm. Số 3 700 này, chậu số 4 này, chậu số 4 này. À chậu này có nhiều kỳ này, chậu này bác nào cắt kỳ ra thì em cắt cho nha. Đó, chậu này nó được cắt ra là được 2 kỳ á. À, mỗi kỳ là 200 nhé. Đây, kỳ này 200 này. Đấy, kỳ này 200 nghìn này. Đấy nha, kỳ này 200 này. Được 2 kỳ, kỳ này cũng 200 luôn nha. Đó, ui, thân lá nó xếp nù mà nó đẹp lắm. Kỳ 100 thì nó được 5 sen thôi. Kỳ này được tấm 10 sen nha. Mà em cắt ra đây. Đó, được 3 kỳ 200 nha. 3 kỳ 200 như thế này nha mọi người. Ui, chậu này cắt kỳ ra đẹp lắm luôn. À, được, được nè. Chậu này phẫu thuật ra cắt kỳ bán rất là ok luôn á. Đấy, đó, nó xu này, thân nó xu siêu đẹp luôn. Đấy nha mọi người, cây này là 200 này, cây này nó tầm được bao nhiêu đây? Cây này tầm được 15 sen này, tính 200 này. Rồi, còn cái cây mà to đùng này này, cái đẹp này này. Cái đẹp này là 350 nghìn nhá. Cây này được phải 30 sen, đẹp lắm. Đó, nếu mà bác nào lấy cây là em sẽ tắt chậu này này, do chậu này thấy không? Trên này nó có rất là nhiều cây này, 350 nghìn nhá. Mọi người lấy cây này cho nó dễ này. Ôi, mấy cái kỳ này nó đẹp lắm. Đó, tắt kỳ là siêu đẹp luôn. Đó, kỳ như vậy nha. Trên kia là ba chậu lớn rồi nè. Dưới này là những chậu bé nha. Nếu mà các bác không lấy kỳ mà 350 nghìn thì lấy những chậu như này nha. Cái này nguyên chậu. Đấy, nguyên chậu thì em cũng tính là 350 nghìn nha. Chậu số 4 nè, 350 nha. Bác nào mà nhổ chậu ra thì là 250 thôi. Đấy, nhổ chậu ra thì 250. Nhổ chậu thì mọi người cũng phải về trồng lại. Có các kỳ thì về trồng lại. Nhưng mà kỳ đó thì thấy nó đẹp hơn những cái này nha. Đó, tùy theo giá tiền. Đây là em bán nguyên chậu nha. Số 4 350 này. Số 5 này tương tự 350 nha. 5 350. 6 này. 6 này. 6 là 400. Nhổ chậu là 300 nha. Chậu số 6 là 400 này. Số 7 này tương tự 400 nha. Khiếp xu nè. Xu trồng vo luôn. Số 7 400. Số 8 này 400 nốt. 8 400 nó dài nhưng mà lá của nó cũng không đẹp bằng như bên kia. Tùy theo thân lá nhá, 8 400. Và số 9 cũng 400. Ui, số 9 nó tròn đẹp lắm này. 9 400 nha. Đấy, 9 chậu nha mọi người. Cuối cùng em bán vỏ tòng nha mọi người. Cây số 1 này 200. Cây đẹp này. Cây này nó chưa bị rớt lá nhiều này. Số 1 200. Số 2 này tương tự 200 nha. 200. Số 3 này 250 nha. 3 250. Cây mập ghê không? Bắt đầu xuống lá này, lá vàng này nha. Số 3 250. Số 4 này tương tự 250 nha. Số 4 này 250. Rồi số 5 này 250 nốt. 5 250. Và số 6 này 6 200 nha. 6 200. Rồi cây số 7 này. Số 7 100 nha. Cây này, cây rời ra này, 7 100. Và số 8 này, 8 cũng 100 nha. Đấy, 8 đơn vỏ tông. Rồi, hôm nay bán trên này hàng nha. Hẹn gặp lại mọi người ở phiên sau nha. Chúc mọi người xem video vui vẻ.